Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay mình lại tiếp tục đến nhà của Lợi để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai nha. Ai chào Lợi. Chào anh Tấn. Xin kính chào toàn thể quý vị trên mọi miền của đất nước. Thì ngày hôm nay Lợi có về 3 phôi mai tứ quý cùng một số phôi mai vàng và 4 cây mai tàn muốn giao lưu cùng toàn thể quý vị. Thì địa chỉ quen thuộc của Lợi là ấp Hòa Long ở xã Giao Long, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Thì số điện thoại giao lưu là 0336 425 620. Thì ngày hôm nay á, cái hình thức ship của mình là tất cả những cây phôi thì là bao ship toàn quốc, còn những cây mai tàn là ship 200 cây 200 km nha quý vị. Dạ, còn quý vị nào ở xa thì thỏa thuận. Rồi vô cây số 1 luôn anh. Rồi. Tứ quý ha. Dạ tứ quý à. Rồi mã số 1 tứ quý nha quý vị. Dạ cao 93. Rồi cao 93 quý vị ơi. Đó. Đế sổ. Rồi né, có né gì không? Ừ, né cái cọng kẽ đó sang xíu. Quanh 29, 30 miếng chút 29. Rồi. Rồi, cái rồi, cổ. Cái cổ ha. Cổ 35 anh ơi. Rồi. Rồi, độ sổ của nó là sổ 20. Rồi. Đây, dòng đế. Rồi, để giữ cái ha. Rồi. À, cái này giao lưu nhiêu đây em? Dạ, cái số 1 giao lưu giá 2 triệu 2 anh ơi. Rồi, 2 triệu 2 quý vị. Rồi, xuống cây. Rồi, lên cây số 2 luôn. Đứng quý luôn. Ôi, cái cây gì mà cái bầu dày quá, xá dày vậy? À, chưa rút bầu nữa. Quá xá luôn. Cái bầu nữa quý vị, quá xa vậy luôn. Cái cây thì không bự mà cái bầu thì bự. Cái cần bự không chịu bự. Rồi cao 102. Rồi quanh 24 yếu 25 25 yếu 24 à, 25 yếu biết không tính 24. Đây đấy là cũng thơm chỗ nha quý vị. À cái này giao lưu nhiêu đây em? Dạ cây này giao lưu giá 8 triệu tư này. Rồi xuống cây luôn, 8 triệu quý vị, bao ship toàn quốc nha quý vị. Ship toàn quốc luôn. Ui. Quá xa. Rồi số 3. Rồi số 3 cũng tứ quý luôn. Dướng trên kia. Tay cành đều luôn. Rồi, ra chiều cao luôn. Nhóm chưa tới. Cái 136. Rồi, 136. Tứ quý rồi nha quý vị. Tứ quý. Tay cành đều ha. Ở dưới đây cũng vượt 3 cấp dưới đây ha. Dạ. Giờ đo tham khảo đi. Giờ không biết đo sao. 36. Rồi 36 ha. Rồi cây số 3 giao lưu giá 2 triệu rưỡi quý vị ơi. Rồi 2 triệu rưỡi. Rồi xuống cây. Rồi xuống đây luôn. Dướng rồi, dướng màn quay rồi. Rồi số 4 là mai vàng. Rồi qua mai vàng. Rồi bonsai lùng lực 67, cao 67. Rồi xe xe luôn. Này về nhanh chơi, tay cành quá trời. Đo chỗ nào đây? 29. Đo trên đó nhiều. 29 dương miếng. Rồi đo trên đi. Dưới cũng dướng cục này quý vị. 28 đi. Đo dưới cũng dướng cái cục, tên cũng dính cục. Rồi cái này giao luôn nhiều. Dạ giá 1 triệu 2 anh ơi. Rồi 1 triệu 2 quý vị ơi. Rồi xuống cây.
Số 5. À, số 5 là mai vàng luôn nha quý vị. Chưa có kịp chữa sạn nghe em nói gì hết. Đúng sao giờ vậy? Cao 100. Rồi, cao 100. Rồi hoành dữ kìa. Lộn thước tới đó 100 mấy là hết hồn hết trơn. 35 anh ơi. Rồi, 35 hoành. Đó, để nó quý vị. Rồi, cái này giao lưu bao nhiêu? Dạ, giá 1.8 anh ơi. 1.8 nha quý vị. Rồi, bao ship toàn quốc luôn. Rồi, mã số 6 là mai vàng luôn nha quý vị. Có dáng lạ lạ quá ha. Cao 98. Vành 38 là 9.38. Rồi. Cái bộ đế nó đây. Lạ lạ ha. Dạ. Cái rễ này giờ nó thành thành cây luôn ha. Thành cây con luôn. Đấy, đó, để một tí để chơi. Rồi. Rồi cái này thứ 6 giao lưu giá 3 triệu anh. Rồi 3 triệu. Rồi xuống cây. Ghi sổ. Thời gian đây để đánh ghi sổ. Rồi. Cây mã này số 7 ha. Đó, nó bị sâu cạp. Sâu cạp ha. Chuyện đến giờ là cái thân nó giống màu áo lính ha. Đốm đốm ha. Cao chắc 2 mét nè. Rồi, cao khoảng 2 mét quý vị. Muốn ngắn nữa thì cắt được xuống. Nó tự quý vị. Hoành 36. Rồi 36 hoành. Để đây quý vị. Rồi cái này giao lưu như thế lại. Giá 2.2 nè. 2.2 bao ship toàn quốc luôn ha. Rồi xuống cây. Rồi tới cây số 8 luôn. Rồi chim lên cho nó thẳng đứng đây. Bỏ bên đây ra bên đây lập kiếm. Rồi. Rồi mã số 8 ha. Tung dính mình mới kim kim nhẹ. Rồi, tạm được rồi quý vị. Hai cành đều hết. Cao khoảng nhiêu đây em? Cao 2.5 mét anh tướng. Rồi cao khoảng 2.5 mét nha quý vị. Tay cành đều nha. Rồi để đây. Để đây quý vị. Để đều quá ha. Dạ. Còn 37 38 với 37. Rồi. Để cũng đều quá nè. Dạ. Một thiếu ha. Rồi giao luôn nhiêu đây lại. Cây này giá 3.5 triệu rồi. Rồi 3.5 triệu nha quý vị, bao ship toàn quốc luôn. Rồi, đây chết.
Rồi. Mã số 9 quý vị ơi. Là một mai vàng hả? Dạ mai vàng á. 52. Rồi. Quanh 30. Rồi, chắc cho anh đổi vị trí đứng nha. Dạ. Chói nắng. Ngược nắng. À, dạ. Quá cận quý vị. À, đứng bên đây nó xuôi nắng quý vị, đứng kia ngược nắng rồi. Rồi, cho cái quạnh luôn. Quạnh 30 á, đâu rồi? 30 rồi hả? Đây, lúc mình chuyển qua đây hả? Dạ. À, đấy cũng đều ha. Rồi, giá nhiêu em? Dạ, giá 1,2 anh ơi. 1,2 nhưng quý vị bao ship toàn quốc nha. Rồi, xuống cây. Số 10. Số 10. 2, 3. À, kho bự nha. Mã số 10 cũng là mai vàng luôn nha quý vị. Cao tới mặt cắt là 118. Rồi, tính tới mặt cắt là 118. Rồi, xây xây luôn ha. Góc thân ra mới chút xây cầm. Chị mới quấn ở dưới á. Quấn vào. Quấn cái bào với cái cốt ở dưới nha. Để mà cộng nào không đây, quá xa ha. Để đều luôn á. Để mà cộng bự bự không ha. Đợt cái quạnh 43 yếu 42. Rồi 43 tính 42 ha, 43 yếu xíu. Rồi cho một vòng đế nữa. Trải cũng đều nè ha. Dạ đều hết. Cộng to. Coi cái này giao lưu nhiêu đây em? Dạ cây giao lưu giá 5 triệu á. 5 triệu nha quý vị, bao ship toàn quốc ha. Dạ. Rồi xuống cây luôn. Đi gần đây đi. Rồi. Có di chuyển bằng quay vô đây xíu xíu đặng mình khiêng nhẹ không? Rồi. Còn cây nữa. À. Một. Cây một đó nữa hết clip á hả? Dạ không có. Còn mai tàn anh. Còn mai tàn nữa hả? Dạ. Ừ quên, nó còn mấy mai tàn. Nó giới thiệu ở đâu rồi? Ừ. Tại như nói em còn ngăn cây nữa là anh cũng tưởng luôn hết chứ. Hết phôi à. Hết phôi. Này cũng có này cũng dặn nửa phôi nửa tàn. Nửa phôi nửa tàn. Dạ 56. Rồi 56. Một cái tàn đến đây nè. Dạ. Ra lá cũng dài cơ nè. Đây cái quần. 31 yếu 30. Rồi. Quá à, cái này giao lưu nhiêu đây lại? Dạ giá 1,6 anh ơi. 1,6 nhưng quý vị bao ship luôn, nhưng quý vị tới nhà luôn ha. Dạ. Rồi xuống cây luôn. Đây cây 15. Đây 15 này em nói đó hả? Dạ 12. 12 hả? Trời ơi. 12 hả? 12 hả? 12. 11, 12 này 13 này mười mấy? 13 phải không? À. Người nói 12, người nói 13, cái cây mai gì đâu mà nó dặn dặn lạ dữ vậy. Điếm với không, điếm đi. Cái này 3 mét rưỡi hơn tấn. Rồi, chắc trên 3 mét đó. À. Rồi, hơn 3 mét chắc rồi đó quý vị ơi. Cái thân đó quý vị gần tán ngang đó. À, cái chót rồi đó quý vị. Tán ngang rút vô chắc khoảng còn mét rưỡi à. Tán ngang khoảng còn mét rưỡi ha. Dạ. À. Nó 12 đó. Rồi cây này 12 phải không? À. Rồi. Rồi mã số 12 nha quý vị, mấy tàng này nha. Rồi cây này rất là lạ. Rồi, lạ thất... cái vậy nè quý vị. Đó cái thân nó vậy quý vị. Thất thân. Thất thân mấy chín. Thân chắc mấy chín. Cây này lạ nè, ha. Dạ. Nó dặn dặn lạ ha. Dặn xoắn. À. Nó cây dặn, này dặn... nó lạ nhiều cái đó. Dặn dặn cân cân lạ ha. Lại nhiều cái là gì nữa đâu em? Dạ, em đo cái quần xong rồi thì kiếm cái gì lạ lạ. Lạ lạ chỉ cái cây. Quần 41. Yếu miếng 40 đi. Rồi.
anh đi xem vòng vòng nha. Dạ, anh xem vòng thấy nó có lạ không? Có gì đâu lạ không? Con cá dít cát ở đây nữa. Chưa đục. Bậy nè. Bậy nó đây. Tới đây thầy quý vị. Nhìn kiếm có cái gì lạ. Rồi cái này giao lưu nhiêu đây? Dạ cái này giao lưu giá 4,2 anh ơi. Rồi 4,2 ship là sao? 200 cây anh ơi. À bao ship là 200 km ha. Đó. Thì anh thấy gì cây này có lạ là cái thân nó sắn vậy thôi chứ. Dạ. Mười hai rồi cây 13. Mười ba này hả? Dạ. Này tàn bự dữ lắm nha quý vị. Con vô hả? Nó chắc. Rồi rung em. Dạ. Rồi cao khoảng nhiêu đây? 3 mét rồi. Tới đó là 1,5 mét ha. Rồi cao khoảng 3 mét, tán ngang chắc hơn thước dây. 2 mét. Khoảng 2 mét tán ngang. Rồi cái thân nó đó vậy đó, nãy đặt nãy giờ quý vị cũng thấy cái đường thân của nó rồi ha. Mã số 13. Rồi từ mặt bầu lên vị trí tách làm hai nha em. Tách ra làm hai là 102. Rồi 102. Quận 39. Rồi 39 quanh. Rồi đi vòng nha quý vị, rễ bự ghê ha. Dạ. Bắt đầu mình tính từ cái rễ ở đây đi qua nha quý vị. Mấy cộng à? 1 2 3 cộng bự hả? 3 cộng bự. Không mấy cộng nữa mà nằm xuống dưới đó. Rồi có 3 cộng bự. Có 1 cộng rễ cái bao bấu dưới đây là con rễ chuột mình hay mình gọi là cái rễ chuột đó ha. Dạ. À, cái này giao luôn nhiêu đây dạ, lại 4,5 triệu anh ơi. 4,5 triệu nha quý vị. Bao ship 200 cây. Rồi. Dạ, cây 14. 4 cây này. Rồi cho chiều cao luôn. Cái cây này là bông chưa thấy mặt bông nữa vậy. Chủ nhà nó bông bự lắm. Mà hỏi bao nhiêu cánh đó không nói. Không đi hả? Không đi. Rồi này chắc 3 mét tăng lên ha, 3 mét ha, tính 3 mét cho chắc ha. Mà không để ý. Mấy thường thôi. Rồi, cao chắc là hơn 3 mét, tính 3 mét. Rồi, tán ngang. Tán ngang khoảng 2 mét đi ha, cho chắc ha. Rồi. Anh tránh ở đây. Tách à, quay dễ thấy đường thân đó nè. Rồi kéo xuống nha quý vị. Tách ra hai thân ở vị trí này là 29. 29. Rồi vặn nhiêu? 31. Rồi 31. Đế gì yếu à? Dạ, không. Mấy cộng vậy? Chắc nó nằm ở dưới đây hết trơn quá. Dạ. Cái này là 2 tầng đế anh ơi. Chứ cái tàn mà không lẽ có 2 cộng trên đây được hả? À, chắc còn nằm ở dưới nè. Không dám nghe thấy nó đâu, không dám. Ờ, để ít thì bán giá chắc rẻ. Dạ. Giá nhiêu đây em? Dạ giá 2 triệu anh ơi. À cho không vậy? Giá rẻ mà. Rồi. Ship cũng gần hết rồi. Ship 200 km này cũng gần hết rồi còn nữa. Lấy lại tiền cây tiền bứng vậy. Rồi. Hết đây, chưa? Còn cái đó. Ờ, cái đó nữa hả? Dạ. Chị thấy trụi em tưởng đâu phôi chứ. Đang vô. Đây. Cho coi đế trước nè quý vị. Đây, đẹp quá ha. Trải đều trơn nè. Cái đó bị mối mà cái chưa có xử lý nữa. Vậy là cái này là cái mai mối rồi hả? Mai mối đó. Cho hoành luôn đi em. Hoành 33. Rồi 33 hoành như quý vị. Cái mai có nên có cái vợ dích cắt đó thằng có mối. Để mày mối nha. Cao chắc 2m2 rồi. Ở vị trí này
ước lượng ngay cho chắc. Cái này là 1,5 rồi ha. Dạ. Thấp thân của nó khoảng 1,6. Làm cái cao khoảng 2m. Rồi, cao này chắc hơn 2m chắc. Dạ. Rồi. Nó cái tàng nó vậy đó quý vị. Tàng dù ha. Dạ. Cái này nhiêu em? Dạ giá 2,5 ạ. 2,5 nha quý vị. Rồi hết ha em. Còn 4 cái con tay không? 4 con trang nữa hả? Vô vô. Ké. Đâu con trang đâu? Ở đâu? Trong nhà anh ơi. Trong hả? Đi vô. Theo quý vị ơi. Còn đây là mai tứ quý quá xá là quý vị ơi. Mà lại chưa có lên clip. Còn đây luôn, có nguyên rừng mai luôn. Rồi, trang đâu? Ở trong đây. Quá sát cây luôn. Chỉ có quý vị mới giúp cho loại là cái là cây nó đi thưa bớt thôi à. Cây này lít rồi, có đang rồi. Cũng có số quý vị chốt rồi cái hồi. Rồi, cây bông trang mã số 1, cây bông trang. Cao 71. Tính bông trang là mã số 1 ha. Dạ. Mã số 1 bông trang. Đây, tàn tỉa là đều do luôn. Còn do luôn. À. Để mấy ngày nó đang xuống lá quý vị. Trang thì không sợ. Dạ. À, cái nó bị dưa dướng cây anh đây nè. Rồi. Rồi. Cái hoành luôn. Hoành 14 yếu 13. Rồi. Giá nhiêu đây em? Dạ giá 1 triệu anh ơi. Ờ 1 triệu nha quý vị. Rồi. Ship toàn quốc luôn. Bao ship toàn quốc luôn. Trang đỏ lá nhuyễn. Rồi, cây bông trang số 2. Cây bông trang. Số 2. Trang số 2. Cao 9,13. Rồi, xây xây luôn. Phải thoải mái luôn. Rồi, toàn gió luôn. Rồi, góc nó luôn. Này có cũ hết nha quý vị. Nó không bự nữa. 13 yếu 12. Rồi. Một cốt ha. À, dưới đế lù luôn á, không chưa xe khác á. Rồi giá nhiêu đây em? Dạ giá cũng 1 triệu luôn á. Triệu quý vị. Rồi, xuống cây. Rồi cây số 3. Số 3. Rồi, mã số 3. Cao 103. Đây, càng tầm do luôn. Về là Tết chơi ngon lành. Rồi. Hoành thân, là gì, 136. Rồi, hoành 14, 15 yếu miếng, 14. Rồi. À, củ bự lắm nha quý vị. Cái này có củ bự ha. Dạ. Giá nhiêu em? Dạ giá 1,2 em. 1,2 ha. Rồi xuống cây. Cây bông trang cuối cùng sau lưng anh luôn. Sau lưng anh hả? Dạ. Kéo ra đây luôn. Kéo quay ra luôn. Để tình đóng đất đó. Làm bầu làm đất thì chưa kịp nữa gì. Rồi. Lên. Ôi tay mạnh quá. Rồi cây này dán hơi siêu siêu bay bay nha. Đây dán ra đây. Đó. Số 4. Cây bông trang số 4. Rồi, thì cao luôn. Cao 85 anh Tuấn ơi. Rồi. Rồi quanh đây. Quanh 16. Ngay đây nha quý vị. Rồi 16 ở dưới còn nở nữa. Dạ. Để cũng giữ ha. Để giữ. Để như mai vàng vậy. Cốt. Cốt bay. Đó. Rồi, cây cuối clip này giá 1 triệu 2 luôn Tuấn ơi. Dán bài rồi. Này. Dán bài, dán bài. Quay ai. Rồi, 1 triệu 2 ha em. Dạ. Rồi, cây này cũng là cây cuối của clip rồi quý vị ơi. Thì trong quá trình xem thì quý vị cảm thấy thích cây nào thì alo trực tiếp cho Lợi nha quý vị, số điện thoại của Lợi để trên tiêu đề đó quý vị ơi.
Còn xung quanh mình đây là toàn là mai quý, còn quý vị chưa có lên clip quý vị. Nếu mà sau khi xem clip này quý vị muốn giao lưu lô thì quay alo lại luôn nha quý vị. Quá xá và xa luôn đó nè, đại sẵn đó mình quay giới thiệu luôn ha. Dạ, khoảng từ 20 đến 30. 10 là 10, sẵn giới thiệu luôn ha, có gì alo trước nha quý vị. Mà tầm 24, 25 là 23 đến 25 là nhiều. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào video tiếp theo nha. Rồi, cảm ơn quý vị rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi ha. Rồi, quý vị nào xem chưa bấm đăng ký, bấm ký ủng hộ giúp mình quý vị. Rồi, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào video tiếp theo.